Tối 15 tháng 4, từ Thái Lan, Hồ Vĩnh Khoa đã cập nhật dòng status khẳng định bản thân không chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm đang được lan truyền trên cộng đồng mạng. Nam diễn viên tâm sự, anh đến với nghệ thuật để thực hiện ước mơ, nên không cần phải hâm nóng tên tuổi. Khoa không ngại chụp nút, nhưng lại rất cầu toàn về cái đẹp và những gì mình post, nên những hình ảnh không đẹp đẽ gây ồn ào thời gian qua chắc chắn không phải từ Khoa. Anh cũng cho biết, ban đầu không hề muốn, nhưng cũng phải lên tiếng về vấn đề này, vì sự việc đang đi quá xa, ảnh hưởng đến gia đình và những người xung quanh. Gần đây, cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều hình ảnh chụp màn hình tài khoản Instagram của Hồ Vĩnh Khoa với những bức ảnh bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Một số người dùng cho rằng, những bức ảnh và clip này chỉ tồn tại trong chốc lát và được xóa ngay sau đó.